Mấy bọn nó hay quá. Chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Ra ngoài coi đi. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Bên ngoài có người tấn công vào đây, hai người mau đi phụ một tay. Dạ. Chắc bên ngoài đánh nhau náo nhiệt lắm có phải không? Phải. Nhưng dù có chuyện gì, bọn chú cũng không cứu được bà sao đâu. Người dám chắc à? Nếu như tôi là bà, tôi thà để bọn họ không cứu được tôi. Bởi vì nếu như họ cứu được, chỉ là một xác chết thôi. Người dám? E rằng đến lúc đó ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt. Có bà chết chung, dù có xuống âm ti địa phủ cũng không đến nỗi cô đi. Không được, đừng muốn chạy. Không được. Nghĩa phụ! Phong lỗi tiền bối! Nghĩa phụ! Phi phụ! Con phải kiên cường, giữ ngũ hầu tập bát trại. Con biết rồi, nghĩa phụ! Nghĩa phụ! Phong lỗi tiền bối! Nghĩa phụ! Phong lỗi tiền bối! Nghĩa phụ! Phi phụ hứa với cha, nhất định sẽ trả thù cho cha. Bạch đại ca, quỳnh mời chạy trước đi. Không được. Lấy đại cuộc làm trọng, mới phải tìm ra kẻ nào giết chết nghĩa phụ. Thôi được. Nghĩa phụ. Hai người đừng bước vào đây, nếu không ta sẽ giết bà ta ngay. Hai người đừng làm bậy. Chú gái không được, cô không sao chứ? Không sao. Thời gian không còn nhiều, bỏ dẫn chút kỳ xương rồi khỏi nơi này đi. Đi. Bà đại ca, chạy mau. Mọi người chạy trước đi, tôi đi tiếp ứng cho cô nương. Không cần đâu, mọi người mau chạy đi, tôi chạy sắp sụp rồi. Còn cô thì sao? Nếu tôi không thể chống đỡ nổi, tôi sẽ nhảy xuống nước ngay. Làm chuyện lớn không được lưỡng lự. Bạch công tử cho cô nương tự biết lo liệu mà. Tôi sẽ trở ra dù họ đi chỗ khác. Mọi người mau chạy nhanh lên đi. Tôi sẽ tới bờ biển tìm mọi người. Mau lên đi. Chúng ta đi. Đi. Chuyện môn của phái Hoài Sơn đó. À,
hay là chúng ta cùng khiêng cái xác này đi báo quan đi được không? Đi báo quan ha. Đi báo quan đi. Thôi thôi thôi. Báo quan đi. Đi báo quan đi. Cái lại đây. Để xin khiêng vậy. Báo quan đi mà. Nếu như bây giờ họ không đi thì chúng ta cùng đi. Đi báo quan ha. Đi đi đi. Trưởng môn phái Hoa Sơn Trịnh Hy Quý. Đúng vậy. Hôm đó những kẻ tập kích thủy trại, không ngờ có nhất phái chi chủ. Như vậy cho thấy lai lịch của bọn người này quả thật ghê gớm. Đúng. Năm xưa âm mưu giết trưởng môn đời trước của tứ đại phái quả thật dính dáng đến rất là nhiều người. Cần gì phải đoán, hỏi ả thì biết. Trúc Kỳ Sơn, có phải năm xưa mới cấu kết với trưởng môn đương thời kêu họ giết thầy Đoạt Ngôi hay không? Nè, để dành nơi chẩm bụng đi. Bạch Điển Võ có chứng cứ sống, lại có chứng cứ chết nữa. Chờ tới khi chánh nghĩa tính quân xuất quan, chúng ta nhất định sẽ giúp cậu giành lại công bằng. Ta ta gì gì tuyên bối. Còn tới nửa tháng nữa lão chính nghĩa thánh quân đó mới xuất quan. Tới lúc đó cái xác này đã thối rữa rồi. Quân nói hắn là Trịnh Hy Quý, quân nói coi ai tin. Không sao, chỉ cần đổ Định Chi Lộ lên thì xác chết sẽ không bị thối rữa. Như vậy còn được. Chúng ta hãy cất chú y cho kỹ, chờ khi chánh nghĩa thánh quân xuất quan, chúng ta mới đem hắn tới thánh cung. Cô suy nghĩ thiệt là chu đáo đó nghe. Xem ra chúng ta không nên ở lại đây lâu. Lâu rồi mà vua cô nương còn chưa đến. Có khi nào cô xảy ra chuyện không? Chuyện này có nói lắm. Hôm đó nó đánh chém nhau dữ dội như vậy, luôn cái Trình Hy Quý võ công giỏi như vậy còn không tránh khỏi cái chết nữa. Phi phụng hả? Tôi nghĩ lành ít dữ nhiều rồi. Không có đâu, Phi phụng phước lớn mạng lớn, cổ không sao đâu. Chúng ta chờ thêm mấy ngày nữa đi. Hay là như vậy, tạm thời chúng ta hãy tới vô cực môn trước. Nếu như vua cô nương không có sao, cô sẽ biết chúng ta đâu có biết bao nhiêu chỗ để dừng chân. Chắc chắn sẽ tìm được chúng ta mà. Vậy tính vậy sao đi? Thôi được, Quý Hải người, nếu như Phi phụng có mệnh hệ gì, tôi lột da của bà ra.